Kính chào quý vị và các bạn. Trong bối cảnh châu Âu đang có những dấu hiệu tích cực cho thấy khu vực này đang thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế kéo dài suốt nhiều năm qua, thì Hy Lạp, thành viên ì ạch nhất khối đồng tiền chung, vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho các bài toán kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp tăng dần theo thời gian, các chính sách thắt lưng buộc bụng đang thực sự buộc người dân vào cảnh sống thiếu thốn nợ nần. Đó cũng chính là lý do khiến các cuộc biểu tình liên tục nổ ra tại quốc gia này. Mới đây nhất, hàng loạt nhân viên y tế Hy Lạp đã đình công, đồng thời xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch thuyên chuyển công tác hoặc đóng cửa một số cơ sở y tế nhằm cắt giảm chi tiêu. Bệnh viện Sigismenoglio ở thủ đô Athens, Hy Lạp. Quang cảnh trống trơn, không một bóng người. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các bác sĩ tại đây đang đình công. Thay vì chăm sóc các bệnh nhân, họ đang tham gia vào các hoạt động biểu tình phản đối kế hoạch hợp nhất các bệnh viện hoặc đóng cửa một số trung tâm y tế và điều động các bác sĩ, nhân viên y tế làm các công việc khác. Vấn đề là tôi sẽ mất việc. Tôi chắc chắn điều đó. Chính phủ nói với chúng tôi rằng sẽ bố trí công việc khác cho chúng tôi. Nhưng cuối cùng, giờ chúng tôi cũng không có việc làm. Ngành y tế tại Hy Lạp đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn kể từ khi chính phủ bắt đầu chương trình cải cách kinh tế năm 2010. Các bệnh viện đã xuất hiện tình trạng thiếu thuốc, nhiều nhân viên bị cắt giảm lương và không được nhận tiền làm thêm giờ. Bi đát hơn là nhiều người đã không thể tìm được một việc làm khi một số bệnh viện đã phải đóng cửa. Bệnh viện của chúng tôi đã bị đóng cửa. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người ở đây bị mất việc làm. Họ nói rằng họ đóng cửa bệnh viện để sát nhập nó vào một trung tâm y tế đô thị. Nhưng tôi cho rằng họ thậm chí còn không biết nên làm gì với nó. Không chỉ có ngành y tế mà tất cả các ngành nghề khác trong xã hội Hy Lạp cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng với tỷ lệ thất nghiệp không ngừng tăng lên. Theo số liệu được chính phủ Hy Lạp công bố hồi đầu tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong 5 tháng vừa qua lên tới mức kỷ lục mới là 27,6%. Con số nói trên hiện đã cao hơn gấp 2 lần so với mức trung bình của khu vực đồng tiền chung Euro là 12,1%. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp vẫn chiếm số lượng đông nhất. Trong số 1,38 triệu người không có việc làm ở Hy Lạp thì có tới 64,9% trong độ tuổi từ 15 đến 24. Chúng tôi đang phải đối mặt với những khó khăn cả về kinh tế và xã hội ở Hy Lạp. Bây giờ đang là mùa hè, mùa du lịch nên có nhiều cơ hội cho thanh niên kiếm việc làm tạm thời. Thế nhưng tình hình vẫn rất khó khăn. Sau nhiều năm tăng thuế, cắt giảm lương và trợ cấp, tỷ lệ thất nghiệp đã trở thành cơn ác mộng thường trực với liên minh cầm quyền, trong khi chính phủ Hy Lạp vẫn cố gắng thuyết phục người dân rằng ánh sáng đang ở cuối đường hầm. Bản thân Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samara cũng ý thức được sự hy sinh to lớn mà người dân nước này phải trải qua trên con đường phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, ông Samaras khẳng định Hy Lạp đang đi đúng hướng. Nếu Hy Lạp thành công, và chắc chắn chúng tôi sẽ làm được, thì đó sẽ là câu chuyện thành công của cả châu Âu. Tôi tin rằng đó mới là điều quan trọng nhất. Mặt khác, chúng tôi vẫn đang cố gắng ổn định tình hình hiện nay. Khu vực này đang có rất nhiều vấn đề và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nhiều nhất có thể. So với các nước khác trong Liên minh châu Âu cùng rơi vào vòng xoáy nợ công, thì tỷ lệ thất nghiệp ở Hy Lạp vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi tỷ lệ này của Bồ Đào Nha trong quý 2 năm nay lần đầu tiên giảm trong vòng 2 năm qua. Còn ở Tây Ban Nha, tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao, nhưng tính đến tháng 7 vừa qua, con số này đã giảm liên tiếp 5 tháng. Vẫn biết thuốc đắng giã tật, nhưng với tình hình hiện nay, Hy Lạp không tránh khỏi việc phải xin thêm một liều thuốc giảm đau nữa từ các bên cho vay quốc tế. Mới đây nhất, vào hôm 27 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp cho biết nước này có thể sẽ cần thêm khoản giải ngân cứu trợ thứ ba nữa, nhưng sẽ không chấp nhận các biện pháp khắc khổ mới. Phát biểu trên tờ Prothoma của Hy Lạp, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Donoras cho biết nếu cần được hỗ trợ thêm thì nước này sẽ đề nghị hỗ trợ khoảng 10 tỷ euro hoặc ít hơn so với các chương trình cứu trợ trước. Tuy nhiên, Athens sẽ không chấp nhận thắt chặt chi tiêu công mạnh tay hơn nữa theo yêu cầu của các chủ nợ, nếu không sẽ gây ra sự bất mãn, phẫn nộ của người dân. Bản thân họ hiện tại cũng đã mất kiên nhẫn với chuyện lương bổng và các chế độ phúc lợi bị cắt giảm quá nhiều. Bộ trưởng Tài chính khi trao đổi với chúng tôi đã nói rằng gói cứu trợ thứ ba chắc chắn sẽ thấp hơn 10 tỷ euro. Hy Lạp sẽ không đồng ý bất cứ một yêu cầu cắt giảm nào. Vấn đề là liệu Đức, nước có tiếng nói nhất khu vực đồng tiền chung, sẽ phản ứng như thế nào? Về phía người dân Hy Lạp, họ hầu như không mấy ngạc nhiên trước việc chính phủ có ý định vay thêm một gói cứu trợ tài chính nữa. Gói cứu trợ thứ ba chẳng có gì là lạ. Vì Hy Lạp đang nợ một khoản rất lớn, không biết gói này sẽ là gì, có thể là tiền để cứu trợ cho các ngân hàng, cũng có thể là một gói đáo hạn nợ.
Hiện Hy Lạp đã nhận được hai khoản giải ngân trong gói cứu trợ tổng trị giá 240 tỷ euro, kèm theo đó là trách nhiệm phải thực hiện các điều kiện buộc nước này phải thực hiện các chính sách thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu mà các chủ nợ Hy Lạp, bao gồm Quỹ tiền tệ quốc tế, Liên minh châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra. Trong bối cảnh nhiều nước đang chết đuối trong vòng xoáy của khủng hoảng kinh tế, nước Đức không khác gì một chiếc cọc vững chắc mà các thành viên khác không thể không tìm kiếm sự hỗ trợ. Cho đến nay, không ít người Đức đang cảm thấy họ đóng góp quá nhiều cho các chương trình cứu trợ của châu Âu. Thực tế này kết hợp với việc Thủ tướng Angela Merkel sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ 3 vào ngày 22 tháng 9 tới, khiến cho việc cứu trợ các nước thuộc Eurozone trở thành vấn đề khá nhạy cảm tại Đức. Đó cũng là một phần lý do khiến bà Merkel đưa ra cảnh báo về tác động tiêu cực nếu các chủ nợ quốc tế một lần nữa đồng ý xóa một phần nợ cho chính phủ Hy Lạp. Trả lời phỏng vấn tạp chí Focus số ra ngày 25 tháng 8, Thủ tướng Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu cho biết, bà kiên quyết phản đối việc tiếp tục xóa nợ cho Hy Lạp vì nó có thể gây ra hiệu ứng domino trong khu vực Eurozone. Và hậu quả là sự sẵn sàng của các nhà đầu tư tư nhân rót vốn vào khu vực đồng tiền chung này sẽ quay về số 0. Do đó, theo bà Merkel, Hy Lạp cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện các cuộc cải cách cơ cấu theo đúng như kế hoạch đã đề ra để tiếp sức cho Eurozone, khu vực vừa thoát khỏi đợt suy thoái kéo dài 18 tháng. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh chỉ còn gần một tháng nữa tại Đức sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử và Thủ tướng Merkel đang kỳ vọng sẽ tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Tuy nhiên, vấn đề nợ công Hy Lạp có thể gây bất lợi cho bà Merkel vì cử tri Đức cảm thấy họ đã đóng góp quá nhiều đối với gói cứu trợ của châu Âu dành cho Athens. Vì vậy, giới phân tích nhận định, bất cứ quyết định nào về gói cứu trợ mới dành cho Hy Lạp sẽ không được đưa ra trước năm 2014. Mặc dù đã nhận được hàng chục tỷ đô la Mỹ tiền cứu trợ, Hy Lạp vẫn chìm sâu trong cuộc suy thoái kéo dài suốt 6 năm qua. Theo các chuyên gia phân tích, ngay cả khi nhận thêm được một gói cứu trợ nữa, thì Hy Lạp cũng khó có thể giải quyết dứt điểm vấn đề nợ công như những gì mà các nhà chức trách nước này đang kỳ vọng. Phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại châu Á với Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới. Thế nhưng thời gian gần đây, người dân Trung Quốc lại đang quen dần với khái niệm thành phố ma. Theo lẽ thường, các tòa nhà cao tầng, các khu đô thị, khu dân cư mới xây lẽ ra phải là nơi thu hút nhiều người đến sinh sống. Thế nhưng, ở nhiều thành phố của Trung Quốc, nhan nhản các khu đô thị hiện đại được xây dựng một cách hùng hậu, hao tốn không ít tiền của, nhưng sau khi hoàn thành, vẫn tịnh không một bóng người. Những cột đèn giao thông này không hề bị hư hỏng, nhưng hầu như không bao giờ hoạt động. Lý do vô cùng đơn giản, không có sự tham gia giao thông của các phương tiện. Vì quá nhàn rỗi nên người dân phòng này đành phải đếm từng bước chân của mình để giết thời gian. Đây là thành phố vệ tinh Thiết Lĩnh, một trong những khu đô thị mới được xây dựng gần thành phố Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh. Khi mới bắt tay vào xây dựng, các nhà quy hoạch đô thị của Thiết Lĩnh đã chi nhiều triệu nhân dân tệ để làm sạch vùng đầm lầy xung quanh, vốn được sử dụng làm khu vực xả cho hệ thống ống dẫn chất thải chịu quả xử lý của thành phố. Họ hy vọng môi trường trong lành hơn sẽ giúp thu hút các công ty tới làm ăn, theo đó tăng thu nhập cho người dân và gia tăng dân số trong vùng. Thế nhưng sau 4 năm, đô thị vệ tinh Thiết Lĩnh gần như chỉ là một thành phố ma. Gần như chẳng có ai sinh sống ở đây, ngoại trừ xe rửa đường và công nhân vệ sinh. Tôi thực sự chán nản với cuộc sống tẻ nhạt ở đây. Có lẽ phải tính đường đi nơi khác sớm thôi. Theo người dân địa phương, lúc mới đi vào hoạt động, cũng có không ít người đến đây lập nghiệp. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, hầu hết lần lượt cuốn gói chuyển đi nơi khác. Không có việc làm, chẳng ai muốn ở lại. Tôi nghĩ chính quyền đã thất bại trong việc thu hút người dân đến đây sinh sống. Rõ ràng là không ai muốn đến một nơi mà ở đó không hề có công ăn việc làm gì cả. Chỉ có những người cao tuổi, về hưu như tôi thì may ra mới chịu sống ở đây. Vì không khí trong lành, chứ những người trẻ thì họ phải lo công việc đã. Theo kế hoạch, Thiết Lĩnh phải thu hút 60.000 dân cư vào năm 2010 và sau đó tăng con số này lên gấp 3. Tuy nhiên mục tiêu này cho đến nay vẫn còn xa vời. Khi nền kinh tế tăng trưởng một cách quá nóng, một lẽ tất yếu là quá trình đô thị hóa và sự đầu tư nóng vội và các dự án bất động sản cũng đồng thời được đẩy nhanh. Trung Quốc là một ví dụ rất rõ ràng cho quy luật này. Nhưng trái với những kỳ vọng của các chủ đầu tư, khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, nguồn đầu tư khổng lồ của Trung Quốc khó có thể được duy trì. Chính vì thế, hàng loạt các dự án đầy tham vọng một thời như thành phố, khu mua sắm và công viên giải trí lập tức bị bỏ hoang, tạo nên hàng loạt những kỳ quan ma tại Trung Quốc.
Tọa lạc ở ngoại ô Đồng Quang, thành phố 10 triệu dân, New South Wales không chỉ là khu buôn bán lớn nhất thế giới, mà còn là trung tâm mua sắm vắng nhất từng được biết đến. Người ta có thể cho rằng nơi đây sẽ bùng nổ với một lượng dân số tương đương như vậy. Thế nhưng hầu hết 1.500 quầy hàng nơi đây vẫn không có người thuê kể từ khi được xây dựng xong năm 2005. Một con kênh, các cối xay gió và các bản sao tháp chuông Campanile từ quảng trường Saint Mark ở Venice và Khải Hoàn Môn ở Paris cũng không đủ hấp dẫn để thu hút khách tới một trung tâm vốn lụt bại do cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém. Vào giữa thập niên 1990, các nhà phát triển tuyên bố sẽ xây dựng công viên giải trí lớn nhất thế giới ở châu Á mang tên Công viên giải trí Wonderland ở thị trấn Nam Khẩu, Sương Bình. Tuy nhiên, dự án này bị bỏ dở vào năm 1998 sau những bất đồng giữa chính quyền địa phương và nông dân về giá đất. Ngày nay, tòa lâu đài Disney cùng những thành lũy cổ của công viên ở phía Bắc Bắc Kinh này vẫn nằm hoang phế. Cảnh tượng thường thấy là nông dân địa phương gieo trồng cây trong những tòa nhà bỏ hoang. Với các tòa nhà Tudor, những con phố dài sỏi, những trạm điện thoại sơn đỏ và một nhà thờ Gothic, nơi đây có thể là một thị trấn nhỏ ở Anh. Nhưng nó là thị trấn thêm tọa lạc cách trung tâm Thượng Hải 30 km. Mô hình này mở cửa năm 2006, song chỉ có một vài người đến sống. Tuy nhiên, du khách, đặc biệt là những cặp vợ chồng mới cưới, rất thích tới đây để chụp ảnh ở quảng trường chính và cạnh nhà thờ đẹp lộng lẫy. Tuy được dự định thu hút 1 triệu người tới đây định cư, khu vực Cambashi của thành phố Odos thuộc khu tự trị Nội Mông vẫn vắng như chùa Bà Đanh. Năm 2010, các nhà quản lý muốn đạt được ít nhất 300.000 dân, nhưng số liệu của chính quyền xác nhận hiện chỉ có 28.000 người. Bất chấp thực trạng hàng triệu căn nhà trống, các nhà chức trách vẫn tiếp tục xây thêm các tòa nhà mới, biến Trung Quốc trở thành đất nước tiêu thụ sắt thép và xi măng tính theo đầu người cao hơn bất kỳ so với một quốc gia công nghiệp nào trong lịch sử. Hệ quả là hiện tượng thành phố ma ở Trung Quốc đã thu hút được sự chú ý rộng rãi trong và ngoài nước. Một số phương tiện truyền thông còn cho rằng những thành phố này đã trở thành một biểu tượng, một dấu hiệu cho sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc. Trong lịch sử, chưa từng có phong trào xây dựng thành phố nào có quy mô lớn như ở Trung Quốc ngày nay. Có nơi mấy năm trước vẫn là chỗ không bóng người, nhưng lại được quy hoạch xây dựng thành phố với quy mô cả triệu người. Chúng ta đã nói nhiều về những thị trấn ma tại Ireland và Tây Ban Nha, nhưng Trung Quốc mới là một ví dụ hùng hồn hơn cả Ireland và Tây Ban Nha. Số đô thị thành phố ma ở nước này ngày một gia tăng nhanh chóng, lãng phí không ít tiền của. Các khoản nợ của một số thành phố ở Trung Quốc hiện đã vượt quá 100% GDP. Các khoản thanh toán của các chính quyền địa phương thường phụ thuộc vào các vụ bán đất. Do giá cả tiêu dùng sụt giảm, kinh tế yếu kém và các vụ bán đất bị đình trệ, một số chính quyền địa phương về cơ bản đã phá sản trên thực tế. Do vậy, vấn đề nợ của chính quyền địa phương được nhiều chuyên gia kinh tế coi là một nguy cơ kinh tế chủ chốt ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc làm cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng của các đô thị ma tại Trung Quốc. Về lý thuyết, đô thị hóa giúp thúc đẩy tăng trưởng vì người dân ở các đô thị thường có thu nhập cao hơn người dân ở các vùng nông thôn, cho phép họ chi tiêu nhiều hơn vào các loại hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, chính phủ Trung Quốc cần tạo được việc làm để thu hút người dân vào các thành phố mới được xây dựng. Trước kia, khu vực xuất khẩu đã tạo động lực cho làn sóng đô thị hóa của Trung Quốc, nhưng thực tế hiện nay cho thấy, ngành xuất khẩu khó làm được điều đó thêm lần nữa, trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa ở các nền kinh tế phát triển vẫn đang yếu và chi phí sản xuất gia tăng khiến hàng Trung Quốc giảm sức cạnh tranh. Công suất dư thừa khổng lồ trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm thép, năng lượng mặt trời và đóng tàu, sẽ càng khiến vấn đề tạo việc làm thêm phần khó khăn. Trong những năm gần đây, các thành phố ở Trung Quốc đã lấp đầy chỗ trống trên thị trường lao động bằng việc làm trong ngành xây dựng, có được nhiều hoạt động đầu tư bùng nổ khắp toàn quốc. Những dự án xây dựng đã góp phần giúp Trung Quốc giữ tốc độ tăng trưởng, nhưng cũng làm mọc lên những thành phố ma trên khắp nơi này. Trung Quốc vốn có truyền thống xây dựng trước rồi sau mới tạo nhu cầu, điển hình là trường hợp Thượng Hải. Cách đây một thập kỷ, những cao ốc ở quận kinh doanh phố đông mới xây, khi đó không tìm được khách thuê, nhưng chẳng bao lâu sau đã trở thành biểu tượng cho sự thành công của Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải thành phố nào cũng có được sức hút lớn như Thượng Hải. Vì thế, nếu không sớm có những thay đổi và chính sách xây dựng hợp lý hơn, thì viễn cảnh với các thành phố ma mọc lên như nấm ở Trung Quốc có lẽ sẽ không quá xa vời. Đến đây, Chuyện Đông Chuyện Tây cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này ngày mai.